Nhưng mà nói nghe, nhà chị Vi bán rồi, làm đội trưởng có nhiều tiền hơn không? Làm đội trưởng có nhiều tiền hơn không? Trời trời, đội trưởng có tiền thì tôi vô đó. Ừ. Có những cái phần thưởng mà nó mang gọi là hiện kim, coi như là bị những cái lợi ích đó che mắt đi. Được. Phước ơi, chị thích em đó. Không, không ạ, à, làm sao em biết được? Hai cả nhà, mình là Vũ Ngọc Anh và mọi người có thể gọi mình là Vina. Vũ Ngọc Anh đang làm trong lĩnh vực diễn viên và ca sĩ 9 năm. Nếu như mà tính từ cái lúc mà mọi người biết tới Vũ Ngọc Anh trong vai trò là diễn viên, nhưng mà trước đấy thì mọi người có thể cũng đã biết Vũ Ngọc Anh trong vai trò là top 5 hoa hậu ở Việt Nam và top 5 hoa hậu thế giới người Việt. Thì có lẽ cách đây phải 17 năm rồi mọi người ạ. Đối với Vũ Ngọc Anh thì đây nó như là một cái cơ hội cuối cùng ấy. Cơ hội cuối cùng để mình được làm nghề ấy. Tại vì làm cái độ tuổi của mình thì nó không phải là còn quá trẻ như các bạn trẻ bây giờ nữa. Nên là Vũ Anh rất là cần cái sự bứt phá này. Nếu như mà mình không làm bây giờ ấy thì chắc chắn sẽ có lúc mình sẽ hối hận. Đó là lý do vì sao mà có Vũ Anh tại Chị Đẹp Mùa 2. Đội trưởng nè. Không đội trưởng nè. Không đội trưởng. Đâu cái bàn này nó thấp. Em chào chị nha. Chào cả nhà yêu của Kem. Em tên là Ngọc Phước. Em hoạt động âm thầm lặng lẽ trong nghề được 8 năm. Tính từ 2016 đã bắt đầu đi diễn sân khấu kịch đầu tiên. Vâng, và xin chào mừng tất cả các hành khách đã có mặt tại chuyến bay mang số hiệu của hãng hàng không Bằng 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 Lào. Hồi đầu là em khởi nghiệp bằng bán đồ sida. Thấy bán cũng lời, một lời mấy luôn. Sau đó là cũng sóng gió, sau đó cũng phá sản. Sau đó là chuyên tâm đi làm nghề thôi, không bán nữa. Nhưng mà ước mơ sau này nếu như mà vững chãi trong nghề một xíu thì cũng sẽ mở một cái vựa đồ sida lớn hơn, hoành tráng hơn và có thể vươn tầm quốc tế. Hy vọng là một ngày nào đó các chị trong chương trình Chị Đẹp sẽ ủng hộ số đồ sida của em. Ôi ơi, đừng qua Nguyễn Huệ hả? Gì dữ vậy? Ủa là em làm gì trong đây? Hả? Đi lựa bông á hả? Nhưng mà lựa này nó có ảnh hưởng gì tới hả? Cuộc sống của em sau này ở trong nhà chung không? Lựa sai là không có giường ngủ hả? Ôi mấy bà bên đâu cài mấy bà quá vậy? Trời ơi! Nhưng mà có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình sau này không? Thiệt không? Trời ơi! Xinh xác trong tay bà nha! Em là lúc hướng nội lúc hướng ngoại, đa phần là hướng ngoại. Lâu lâu là có những cái ngày sóng gió thì là hướng nội, cậy miệng cũng không nói, còn bình thường bắt im không im. Nhưng mà bị cái em hay xin đồ. Không ứng cử đội trưởng, ứng cử đội trưởng thì ra quá nhiều trách nhiệm để phải gồng gánh đi nếu mà mình làm đội trưởng. Giờ là nếu mà thực sự là tại vì không có kiến thức ấy. Tại mình không có ý thức. Chốt luôn là thì tại mình là không có ý thức. Không có kiến thức. Không có ý thức. Ê, kiến hay ý nào? Kiến hay ý? Tí chị hỏi, ok. Không có kiến thức về cả mà gọi là nhịp nè, vũ đạo rồi đó. À, kiến thức đó. Nhưng mà nói nghe, nhà chị Vi bán rồi, làm đội trưởng có nhiều tiền hơn không? Làm đội trưởng có nhiều tiền hơn không? Trời trời, đội trưởng có tiền thì tôi vô đó. Ừ. Có những cái phần thưởng mà nó mang gọi là hiện kim, coi như là bị những cái lợi ích đó che mắt đi. Được. Phước ơi, chị thích em đó. À, còn cười quá. Thì đó chị bảo em là chị đã, đấy lúc từ đầu chị đã nói chị thích em này đó.
gọi là xin phép út cười nữa chứ. Khoan từ từ. Ủa sao mày, tại sao mà bỏ vô mấy bà này cười khúc khích vậy trời? Thế bà bò đi bà. Không phải là em gọi là ham danh lợi đâu, nhưng mà em ham gọi là hiện kim. Em không ham danh lợi nhưng em ham hiện kim. Thôi thì tôi cũng lạy bà đấy bà. Hành trang mang trên người không có gì là ngoài áp lực. Chưa có kiến thức luôn, chưa có kỹ năng luôn, chỉ có áp lực mang trên người thôi. Nhưng mà từ bây giờ nhé, chị đẹp Ngọc Phước. Ủa đi ra đường nào vậy ta? Chui hả? Đối xử với chị đẹp vậy hả? Chào cái gì yêu của Kem nha. Chào cái gì yêu của Kem nha. Chào chị. Tất cả em xin mời em lên trên sân khấu. Xin mời em lên trên sân khấu. Bình tĩnh đi, cho em bình tĩnh. Ở trong đây á, em nghĩ có những gương mặt em không đáng tin. Yến là một trong những ứng cử viên đầu tiên. Em trao niềm tin của em. Chị Thanh, chị nói thật đi, nãy giờ có bao nhiêu người hát rồi? À, rất nhiều người hát rồi. Em có cái nhìn khác về chị luôn. Em có cái nhìn khác về chị luôn, chị Thanh. Mặt mình không có một chút uy tín nào hả bà? Em đã nhận sai rồi. Chị hát bài gì rồi? Giả từ gì vẫn quay lưng. Bài buồn gì ơi, tự nhiên em mới vô chương trình cái giả từ em gọi. Chị cho em bài nào mà ở lại đi. À em hát được. Hạnh Sino, no nạc, no nạc. Hạnh ơi anh, nóng quá, nóng quá, nóng quá đi. Nóng quá, nóng quá, nóng quá đi. Nóng quá, nóng quá, nóng quá đi. No nạc, no, no nạc, no. Đó, đây em hát đúng rồi. No nạc là cái gì? Em hát đúng mà. Sao nóng quá, nóng quá, nóng quá đi. Đó. Em cũng thế. Nóng quá, nóng quá, nóng quá đi. Đúng rồi. Wow. Ủa. Hello, xin chào mọi người. Mình là Miss T và mình là một streamer và mình đã hoạt động được 7 năm. Chắc đến năm nay là năm thứ 8 rồi. Sao là nhỏ này? DJ Mie. Miss T. Mystery là ai? Bà là Mystery. Đóng cửa lại đi chị ơi. Chị đóng đẹp cửa ơi. Lại. Cửa này tự động đấy. Ứng vào bậy bà gì vậy? Bà đã ứng cái ứng cửa đúng rồi luôn á. Ủa? Con đi đâu đây? Xin chào, mình là Mie. Mie 30 tuổi, độc thân, nhà có 7 con chó. Lĩnh vực hoạt động của Mie là DJ và Mie đã hoạt động được 11 năm. Cái này là gì vậy? Đây là... Có cảm thấy mắc thở? Ê khoan cho tôi hỏi. Sao hôm nay cái layout này nhạt nhòa quá vậy? Bình thường là tôi thấy chị chấn động lắm mà. Tôi nhường spotlight cho tất cả các chị khác. Là bao gồm cả tôi sao? Không có bà. Ủa? Ê tôi không có là, bà. Ê tôi cũng là chị đẹp khác bà đó. Bà như một cây thông Noel. Cây thông Noel nào mùa này? Không có quả châu, quả báu nào trên người bà hết trơn á. Bà làm cái gì? Sao? Khoan, không có quả châu, quả báu trên người bà là sao? Là gì nhỉ? Là cái thoại sao rồi? Bị quýu rồi đúng không? Bị lãng rồi. Bị quýu rồi. Ờ, chị ơi em muốn đổi chị đẹp được không? Chị đẹp này bị ồn á. Đẹp này bị ồn á. Em không muốn gặp chị đẹp mà quá sức là nhiều voi nhiều thỏi. Đi đi à. Trời, đi đi à. Trời sao lại nhỏ này chứ. Mia với Mỹ thì cũng khá là thân. Tham gia với nhau rất là nhiều chương trình, gặp rất là nhiều cho nên là khi mà đi với Mỹ Thi thì Mia cảm thấy bị chán á. Bị đi hoài mệt, cứ gặp hoài ngày nào cũng gặp hết. Thiệt hả chị? Nhưng mà cũng rất là mừng. Đôi khi 95 mà nhiều khi cũng khá là nhạy cảm thì cũng có người nhạy cảm chung, buồn chung hay là vui chung. Mấy người bạn 95 của em thì em thấy là bạn nào cũng hư hết. Chỉ có em là ngoan thôi. Nên là chắc là em sẽ được mấy chị chọn nhiều. Còn mấy bạn 95 kia hư quá Tất nhiên lý do em tham gia chương trình là bởi vì 29 chị đẹp còn lại. Làm sao mà các bạn có thể kiếm được một nơi đầy đủ 30 chị đẹp mà đã thế, tài năng, nói chung cái gì cũng có hết. Nên là đây giống như là một cơ hội
ai mà nhận được lời mời em nghĩ người ta cũng sẽ đồng ý á. Nên là em nhận được lời mời, đối với em như trúng số vậy đó, em lấy tiền thưởng thôi. Có một cái nhãn mọi người đang gán cho Mia là DJ kín đáo nhất Việt Nam. Nhưng mà Mia đang không muốn thay đổi nó. Mia đang không muốn thay đổi nó. Búp bê DJ hả? Đúng không Lan? Búp bê DJ thì chắc là trong chương trình Chị Đẹp mình sẽ bứt phá để trở thành một chiến binh, không còn là búp bê nữa. Ủa mình có phải tuyên thệ ở đây là em tên gì, em ứng cử hay không không ạ? Có. À thích nói gì nói hả? Đi. Tôi Lê Thiên Ngọc. Thì ra là thực sự là tôi rất là muốn ứng cử đội trưởng, bởi vì tôi thấy cũng có nhiều nhiều người rồi đó. Cái gì? Giờ tôi nói nha, xong đi rồi tụi mình chơi cái này hay lắm. Chị đẹp trai quá. Mình cảm thấy là bởi vì là Gila có một cái màu sắc khác biệt so với cả các chị đẹp còn lại. Chị Đẹp Đạp Gió 2024 tháng 10 này trên VTV3 và hệ thống YouTube Gia Oanh.